Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại máy bay Spirit of Louis cho mọi người xem nha. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và một bình luận góp ý nếu có gì sai sót ạ. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp cùng tìm hiểu sơ qua về tiểu sử mô hình này nha. Spirit of Louis, chiếc máy bay trong đó, Sackler Lindbergh đã thực hiện chuyến bay một mình tháng đầu tiên qua đại tây dương từ Long Island, New York đến Le Bourget gần Paris ngày 2021 tháng 5 năm 1927. Chuyến bay của ông được tài trợ bởi một nhóm doanh nhân ở Louis, Missouri. Chiếc máy bay này là Ryan NEV, được phát triển từ Ryan Medium, một loại máy bay đơn cánh cao một động cơ, được sửa đổi theo các thông số kỹ thuật của Lindbergh. Trong cấu hình tiêu chuẩn, chiếc máy bay sẽ có 5 người ngồi. Thùng nhiên liệu phụ trong Spirit of Louis đã chiếm phần lớn không gian cabin. Kính chắn gió được thay thế bằng phần mở rộng của mũi xe. Lindbergh chỉ có tầm nhìn trực diện từ cửa sổ bên, dựa vào kính tiềm vọng để nhìn thẳng về phía trước. Không có radio. Các động cơ hướng tâm làm mát bằng gió Ryan Wind, phát triển công suất tối đa 237 mã lực. Sải cánh của máy bay là 46 feet, 14 m và chiều dài 27 feet 8 x 8,4 m. Dung tích nhiên liệu với các thùng phụ là 450 gallon, tốc độ tối đa ở mực nước biển, khi có tải là 120 dặm 200 km. 1 giờ và tầm hoạt động là 4.100 dặm 6.600 km.
cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.